Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chiến Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, chuyển ngữ hạnh chương biên tập Bình Minh thời gian ngày 1 tháng 2 năm 2011 Địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu tập 259 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 315 Trang 315 Hàng thứ bảy từ dưới đếm lên Bắt đầu xem từ đoạn hội sứ Hội sứ nói Dùng tài cứu tế người thế gian dùng pháp lợi ích người không có phước cho nên gọi là đại thí chủ gọi là lấy tài thí cứu tế người nghèo cùng khổ của thế gian lấy pháp thí phổ lợi người không có phước nghe pháp cho nên gọi là đại thí chủ Hôm qua chúng ta học đến đây Đại Thí Chủ Nhất định là Tài Pháp đều bố thí Đoạn này Chúng ta phải Đặc biệt chú trọng Câu nói này Phá bố thị phổ lợi người không có phước nghe Pháp Do đây có thể biết Suốt đời có thể nghe được Phật Pháp Là phước bao lớn nhất xoa dời làm vua trời của thế gian ngày xưa xưng tán đế dương là phú hữu tứ hải nghĩa là được của cải khắp toàn thế giới trở thành kim luân thánh dương của thế gian đây là phú quý nhân gian đến tột bậc phải chăng là người có phước không phải vẫn là người không có phước vì sao vậy vì địa vị cao sang của quý vị vô lượng của cải chỉ có thể hưởng thụ một đời sau khi chết rồi thì sao ta không thể mang theo bất kỳ thứ gì sau khi chết rồi vẫn phải tuy nghiệp thọ bạc lúc này mới biết bản thân thật sự không có phước bao người có cơ hội nghe được phật pháp đời này dù nghèo khó dù không có địa vị nếu đời này có nhân duyên nhân duyên này rất thù thắng Đời này họ sẽ thành Phật Hiểu một vấn đề là hiểu tất cả Đây là Đại Phước bang. Đời này không có nhân duyên Không thể thành tựu Đời sau kiếp sau nhất định Gặp nhân duyên Gặp nhân duyên liền thành tựu Đây là phước báo chân thật Chủng tử nghe Pháp Trong a la gia thức Gọi là hạt giống kim càng Vĩnh diện bất hoại Vĩnh diện bất diện Do đó chúng ta biết rằng Đại thí chủ Thế xuất Thế Giang Dù lớn đến đâu cũng không thể sánh bằng Phật Đức Phật bố thí gì? Bố thí Pháp Người thế gian bố thí là của cải và Pháp thế gian Không phải là Phật Pháp nếu là Phật Pháp thì rất di diệu phải không? Rất di diệu Chúng ta phải nhớ Những điều này Vì sao vậy? Vì đời này của chúng ta Có phước duyên rất thù thắng Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là chúng ta không nhận thức được giá trị của nó không biết đây là Trân bảo không gì sáng được Của thế xuất thế gian Do vậy mà bỏ qua cơ hội ngay trước mắt Bỏ lỡ cơ duyên thành Phật của đời này Chủng tử Phật Pháp trong A lại gia thức Dĩnh diện bất diệt Phải đợi đến đời sau kiếp sau đời sau kiếp sau ở trong luân hồi lại không biết phải chịu bao nhiêu thiệt thòi chịu bao nhiêu tội điều này không còn cách nào khác không thể oán trời trách người tự làm tự chịu chúng tôi từng gặp người thông minh tuyệt đỉnh khoảng bốn năm năm trước cư sĩ hoàng trung xứ ở thẩm quyến thông minh tuyệt đỉnh mới ba mươi tuổi đã thành tựu ông nghe được nhân duyên này không giống với tư tưởng người khác Nghe đến thế giới cực lạc Ông thật sự muốn giảng sanh Muốn đi về đó Nghe nói niệm Phật ba năm được giảng sanh Có thể thành tựu Ông liền bế quan ba năm Hướng tiểu lộ hộ quan Phước báo của huyến tiểu lộ từ đâu mà có nhờ ba năm hộ quan này ông ta chuyên tu một bộ kinh vô lượng thọ một câu a di đà phật mỗi ngày không gián đoạn dùng phương pháp Hòa Thượng Đế Nhàn truyền thọ Niệm mờ thì nghỉ, nghỉ khỏe lại lập tức niệm, niệm đến hai năm mười tháng. Thiếu hai tháng nữa là đầy ba năm. Ông biết trước giờ chết và giảng sanh. Đến thế giới cực lạc làm Phật Đây là gì? Là người thông minh bậc nhất Chứng minh cho mọi người thấy Đức Thế Tôn nói tam chuyển Pháp Luân Ba phương thức dạy học Loại thứ nhất là đối với hàng thông minh Chỉ thị quý vị Hàng người này Thượng căn phước đức sâu dày Đất thông minh vừa nói là hiểu ngay Hoàng Trung Sương chính là người như vậy Ông ta không còn lưu luyến thế gian này Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đã thành công Hạng người thứ hai chiếm đại đa số Căng tánh bậc trung Không phải thượng căng Cũng không phải hạ căng Dùng cách gì? Dùng khuyên khuyên bảo Đức Phật giảng kinh thuyết Pháp 49 năm Đều là đối với hạng người này Không thượng không hạ Tự cho mình rất thông minh Rất nhiều ý kiến Tư tưởng nhận xét rất nhiều Làm mất thời gian hạng người thứ ba Là hàng hạ căng Khuyên cũng không được Họ không tin phải như thế nào cần có chứng cứ Tận mắt chứng kiến mới tin Chưa nhìn thấy là không tin Cho nên gọi là chứng chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chứng minh cho chúng ta thấy Lịch đại chư vị tổ sư Đều làm chứng cho chúng ta Hoàng Trung Sướng đặc biệt thị hiện chứng minh Hai năm mười tháng Công đức viên mạng Chúng ta không sánh bằng Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. có một đoạn kinh văn nói thanh tựu bốn pháp là có thể khế nhập cảnh giới pháp hoa khế nhập cảnh giới pháp hoa chính là thành phật pháp hoa và hoa nghiêm là một không phải hai bố pháp này là gì chúng ta không nương theo văn tự trong kinh mà nương theo xu hướng mọi người nghe xong dễ dàng lãnh hội thứ nhất tiếp thọ chư phật hộ niệm theo nguyên văn thứ nhất là di chư Phật hộ niệm. Tôi không dùng di mà dùng hai chữ tiếp thu. Vì sao vậy? Vì chư Phật hộ niệm là bình đẳng. Phật không đặc biệt hộ niệm ai. Ngài đối với tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới hộ niệm bình đẳng Thông qua giọng tận hoàng nguyên quán Của quốc sư hiền thủ Chúng ta đã hiểu Trong Kinh Hoa Nghiêm nói về diệu giá quả Phật Là quả vị vô thượng chánh đẳng Chánh giác Đây là Phật, Phật cứu cánh viên mạng. trú thường tịch quan không phải trong cõi thực báo ngày ở cõi tịch quan lấy trí tuệ đức tướng vốn có trong tự tánh hộ niệm tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới hộ niệm đến mức độ nào định di điểm của một sợi lông một hạt bụi điều này ở trước chúng ta đã học vấn đề là chúng ta có muốn tiếp nhận hay không không muốn tiếp nhận đức phật không miễn cưỡng Ngài hoàn toàn thuận theo tự nhiên Gọi là Pháp nhĩ như thị Thế nào gọi là tiếp thu? Ta có cơ duyên Nghe được một tiếng A-di-đà-phật Nghe được một câu danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Danh hiệu của chư Phật Bồ Tát Chỉ cần nghe được một tiếng Chính là có nhân duyên Nghe được có tiếp thu hay không? Tiếp thu nghĩa là sao? Thứ nhất là tâm quan hỷ Thứ hai là tin tưởng Tên Phật, tên Bồ Tát Tiến thêm một bước nữa là lý giải Thấu triệt hàm nghĩa trong danh hiệu Trí tuệ đức tướng Tiếp theo là Hiểu sâu nghĩa thu Sau cùng là Phát nguyện Niệm Phật Chấp trì danh hiệu Đây gọi là hộ niệm Nhân duyên này tất cả mọi người đều có. Có tiếp thu chăng? Có tiếp thu. Mức độ tiếp thu chưa đủ. Tiếp thu rất hơi hợt Tiếp thu rất ít. Vì thế, trong đời này chúng ta vẫn giải đại biến nhát. không chắc được thành tựu chúng ta không chú ý được sao làm sao để giúp chúng ta tiếp thu một cách sâu sắc tiếp thu một cách mạnh mẽ Như vậy phải dựa vào ba điều ở sau. Điều thứ hai là thực chúng đức bổn. Thực giống như trồng cây dung bồi. Chúng là nhiều. Đức bổn Chúng ta nói về bốn căn bản Đây là đức bổn Đệ tử quy cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp sa di luật nghi Đây là đức bổn Đức bổn này nếu nói tóm lại chính là hiếu kính Trong tịnh nghiệp Tam Phước nói rất hay, rất cụ thể Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng Nghĩa là đã thực hành Thực hành đức bổ Đã thực hiện hiếu thân tôn sư Bốn nền tảng Đồng học tịnh tông Học tập năm khoa mục Đây đều là đức bổn Năm khoa mục là tam phước Lục hòa Tam học giới định tuệ Lục độ Phổ hiền Bồ Tát thập nguyện Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta Khởi tâm đồng niệm Ngôn ngữ tạo tác Tuyệt đối không tách rời tiêu chuẩn này. Đầy đủ bốn nền tảng căn bản. Năm khoa mục này mới có thể tiếp nhận sự hộ niệm sâu sắc của chư Phật. thứ ba là nhập chánh định tụ đây là nói trong cuộc đời mình có một phương hướng đúng đắn có một mục tiêu chính xác cuộc đời này của chúng ta là vì điều gì Vì đạt đến mục tiêu của mình Nhắm đúng phương hướng của mình Một phương hướng là thị giới Tây Phương cực lạc Một mục tiêu là thân cận Phật a di Đà. Chúng ta phát nguyện làm đệ tử Phật A Di Đà. Muốn làm đệ tử chân chánh của ngài, chứ không phải là giả. Điều sau cùng là phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh. đây nghĩa là phát Bồ đề tâm. Trong tâm Bồ đề quan trọng nhất là cứu tất cả chúng sanh. Cứu tất cả chúng sanh. Phương tiện thiện xảo. Lợi ích quần sanh. chúng ta sanh vào thời đại này có thể nói là khổ nạn mà chúng sanh trên toàn thế giới phải gánh chịu chưa từng có trong lịch sử khoa học kỹ thuật phát triển khoa học kỹ thuật đem đến cho chúng ta một vài phương tiện trong cuộc sống đây là sự thật không thể phủ nhận nhưng chúng ta phải trả một cái giá rất đắt tôi tin một người bình thường Nếu tỉnh tâm tư duy Lập tức cảm nhận ra rằng Chúng ta được không bằng mất Chúng ta mất mát quá nhiều Nhưng đạt được thật nhỏ bé Chúng ta trả giá điều gì? Trả giá của chúng ta là ngày tận thế Trả giá là tất cả chúng sanh trên địa cầu bị diệt vong Chúng ta trả một cái giá đau đớn thi thảm như thế Có đáng chăng Có một số người quả thật không biết điều này trách tổ tông chúng ta vì sao không phát triển về phương diện khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật sớm nhất bắt đầu từ tổ tông Vì sao không tiếp tục phát triển Khiến người khác cảm thấy giống như người đời sau giỏi hơn người đi trước Người xưa biết Khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng Nếu giáo dục thánh hiền không theo kịp Thì sự bi thảm của thế giới cũng theo đến nghĩa là nói khoa học kỹ thuật sớm đạt đến đỉnh cao ngày nào thì địa cầu sớm bị hủy diệt vào ngày đó các bậc thánh hiền xưa không muốn nhìn thấy chân tướng sự thật này Từ bỏ con đường khoa học kỹ thuật Tăng cường giáo dục nhân dân Đặc biệt là chú ý phương diện Luân lý đạo đức Họ có lý, có trí tuệ chân thật, có tâm từ bi thật sự, đức phật nói thành tựu bốn pháp đó là có thể thành tựu ngay trong đời này thu thắng phước duyên nhất thừa được đồ nói đến sau cùng là gì nói đến sau cùng chính là bộ kinh vô lượng thọ này Chính là một câu sáu chữ hồng danh này Ngày nay chúng ta có được mấy người nhận thức được kinh vô lượng thọ Không những độ mình Có thể độ tất cả chúng sanh Có thể độ tất cả chúng sanh Trong di điểm của một sợi lông một hạt bụi Thật không thể nghĩ bạn Chúng ta xem tiếp Chú giải bên dưới Khiến chư quần sanh Đêm dài không ưu não Hai câu này là kinh văn Đêm dài là dĩ như sự trầm luân sanh tử của chúng sanh Thường gọi là đêm dài sanh tử Đây là ví dụ Ví dụ điều gì dĩ với luân hồi lục đạo Khi nào ta mới có thể ra khỏi luân hồi lục đạo không hy vọng. Chư vị tổ sư thường nói trong chín ngàn năm thời kỳ mạt pháp của thế tôn. Ngoài pháp môn niệm Phật ra, bất kỳ pháp môn nào cũng không thể độ thoát luân hồi. Trong kinh Đức Phật cũng nói như thế. Ngài nói một ngàn năm thời kỳ chánh Pháp Giới luật thành tựu Trì giới có thể được định Có thể chứng quả A-la-hán Chứng A-la-hán là vượt thoát lục đạo Thời kỳ tượng Pháp thiên định thành tựu Thời kỳ mạc Pháp tịnh độ thành tựu trì giới tu định không thể vượt thoát lục đạo chúng ta không thể không biết điều này thời mạt pháp mười ngàn năm một ngàn năm đầu tiên đã qua năm nay căn cứ theo lời chư vị tổ sư nói, Đức Phật thích ca mâu ni diệt độ đến nay là ba nghìn không trăm ba mươi tám năm, mười ngàn năm thời kỳ mạt pháp, một ngàn năm đầu tiên đã qua, một ngàn năm thứ hai đã qua ba mươi tám năm vì sao chỉ có pháp môn tịnh độ này cư sĩ hạ liên cư xuất hiện vào thời đại này giai đoạn cuối cùng của một ngàn năm đầu tiên thời kỳ mạt pháp Ông đã hội tập cho chúng ta Một bộ báo điện Tu học cứu cánh duyên mạng Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết chú giải trích dẫn hơn 190 bộ kinh luận Ngày nay chúng ta triển khai Đại Kinh Giảng An ủi vô cùng Quan hỷ vô cùng Bản thân may mắn được độ trong một đời này Chỉ cần một bộ cái này Một câu Phật hiệu Chắc chắn được sanh tịnh độ Sau khi giảng sanh tịnh độ Ta đạt được tất cả Pháp Thế xuất thế gian Một cách viên mãn Chúng ta xem tí bên dưới Giả dạ, tưởng trưng sự đen tối không có ánh sáng Đêm tối biểu trưng cho ý này Ý nghĩa thật sự là Chúng sanh bị vô minh che lớp tâm tánh Hôn mê không giác ngộ Trầm luân trong biển sanh tử chịu các điều khổ một cách oan uổng oan uổng chúng sanh đáng thương đáng thương nhất là gì là mê thất tự tánh họ hồ đồ không có trí tuệ minh tượng trưng trí tuệ không có trí tuệ cho nên Tâm họ hôn mê không giác ngộ Như vậy mới trầm luân trong lục đạo Lục đạo là biển sanh tử Lục đạo là trôi lăn trong luân hồi Nhất định thời gian trong ba đường ác dài Thời gian trong ba đường lành ngắn Ở trong này chịu khổ chịu nạn thật oan uổng. Vì sao vậy? Vì tự tánh không có lục đạo. Chẳng những không có lục đạo mà tứ thánh pháp giới cũng không có. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Phật cũng không có. toàn là giả. Nhưng họ mê ở trong đó không tỉnh ngộ được. Không cách nào vượt thoát. Chư Phật Bồ Tát Hương xót những chúng sanh này vì khiến vĩnh viễn xa lìa tất cả ưu bi khổ não ra khỏi đêm dài sanh tử cho nên ban cho tài pháp nhị thị phật bồ tát làm đại thí chủ bổ thí tài bồ thí pháp trong đó từ bi đến cùng cực tức khiến họ sanh ra các thiện căn thành tựu quả bồ đề trong tất cả các loại bố thí Bố thí này tối thường nhất Không có bất kỳ pháp bố thí nào Có thể vượt qua Pháp này cao nhất Không còn pháp nào cao hơn Quả thực là từ bi đến cùng cực Đây là ai? Chư Phật Như Lai Chúng ta thử nghĩ xem Cư sĩ Hạ Liên Cư Dùng thời gian 10 năm Hội tập thành một bộ kinh như thế đây là sanh ra các hiện căn thành tựu quả bồ đề cư sĩ hoàng niệm tổ phụng mệnh thầy Diệt chú giải cho kinh vô lượng thọ cũng là sanh ra các thiện căn thành tựu quả bồ đề họ đến thế gian chịu khổ chịu nạn hay đến làm gì chính là vì công việc này không phải vì điều gì khác làm viên mãn công việc này Họ đến thế giới cực lạ Sau cùng là biểu diễn cho chúng ta thấy Nửa năm trước khi giảng sanh Buông bỏ dạng duyên Nhất tâm niệm Phật Ông nói với tôi Một ngày niệm bốn mươi dạng câu Phật hiệu Nửa năm là giáng sanh Như vậy nghĩa là sao? Chúng ta có lãnh hội được chăng? nửa năm lại đây, rất nhiều người đều không biết kiên kỳ đưa ra thảo luận vấn đề về dự ngôn thiên tai năm 2012. Thời gian ngày càng gần, có một chút cảm giác hình như không kỳ. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ biểu diễn cho chúng ta thấy Chúng ta có hiểu chăng? Chỉ cần thời gian nửa năm Một ngày bốn mươi dạng danh hiệu Phật Là đến thế giới cực lạc thành Phật Tính lại thì thời gian hiện nay vẫn đủ Nếu định thời gian vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 Thời gian còn 2 năm Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Niệm Phật 6 tháng Thời gian chúng ta gấp 4 lần Sự thị hiện của tiền nhân dụng ý rất sâu chúng ta nhìn thấy nghe thấy cần phải hiểu bây giờ chúng ta phải chuẩn bị thật đầy đủ về mặt tâm lý không kinh không sợ không sợ hãi không lo ưu không vướng bận chúng ta còn có thời gian học tập kinh vô lượng thọ tôi thường nói trong tâm chỉ có phật a di đà ngoài phật a di đà ra tất cả đều buông bỏ Phải xuyên năng học tập Không chấp trước Không phân biệt Không khởi tâm không động niệm Tiền đồ của mình tự mình quyết định lấy. Tự mình phải chịu trách nhiệm. Chúng ta phải học tài pháp vị thí của Bồ Tát giúp tất cả chúng sanh thông đạt đại pháp pháp ở đây mà rất nhiều người không hề biết ngày nay chúng ta dùng truyền hình vệ tinh dùng mạng internet người mở kênh truyền hình này hay mạng internet đều là người có duyên còn có rất nhiều người không biết như vậy là không có duyên như chúng tôi vừa nói kênh truyền hình vệ tinh phát sóng bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới đều có thể xem được đây ví như chư phật hộ niệm chúng sanh nhưng có người mở kênh có người không mở có người muốn tiếp thu có người không mua một loại phương tiện khác hiện nay gọi là lưu thông vcd in sách họ không muốn xem thế giới ta bà nhĩ căng sắc bén nhất họ thích nghe chứ không thích xem nghe hiểu xem không hiểu Chúng ta phải hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Giúp họ Đây là việc tốt Chư Phật Bồ Tát có trí tuệ có phương tiện thiện xảo chúng ta làm đệ tử phật bồ tát cũng phải học những bản lĩnh này của các ngài dùng phương tiện thiện xảo giúp tất cả chúng sanh giác ngộ giúp tất cả chúng sanh tìm ra con đường vượt thoát luân hồi lục đạo Trong tất cả các cách bố thí Pháp thí này tối thượng nhất Khiến tất cả chúng sanh lìa cứu cánh khổ Đạt được cứu cánh an vui Đây là Nói giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạ Nhưng muốn khiến chúng sanh Sanh ra thiện căn Thanh tử bồ đề Thì không ngoài trì danh niệm phật cầu sanh cực lạc điều này càng thù thắng đương nhiên những gì ở trước nói sanh ra thiện căn thành tử bồ đề thông thường người ta dễ tiếp thu hơn trì danh hiệu của phật cầu sanh tịnh độ càng khó người ta có thể ít tiếp thu hơn cả hai loại này đều phải thực hiện cả hai loại này đều thuộc về đái thừa thực hiện như thế nào tùy theo nhân duyên tuyệt đối không được miễn cưỡng như vậy là đúng chúng ta xem tiếp bên dưới nếu ta thành chánh giác gọi là vô lượng thọ chúng sanh nghe danh hiệu này đều đến trong nước ta bốn câu kệ này trong kinh văn quả thực không thể nghĩ bàn. Phước báo của phật rất lớn. Từ trong bốn câu kệ này là có thể biết được ngày qua nên tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới đến đạo tràng của mình. Đến đạo tràng này lập tức thành Phật Phước báo này lớn biết bao Cử tuyệt người khác đến đảo tràng là không có phước báo Quan nghênh người đến đạo tràng mình Phước báo đó nhất định là rất lớn Đạo tràng của tôi quá nhỏ Không có chỗ chứa thì sao Đạo tràng sẽ mở rộng Tùy theo tâm lượng của mình Thật ư ừ, Đúng vậy Vì sao Chư Phật Bồ Tát gia trì đảo trang mình tự nhiên mở rộng lớn đến mức độ nào lớn giống như một thành phố lớn ở thế gian của chúng ta Người thật sự muốn học Phật Người thật sự muốn tu tịnh độ Người thật sự muốn thành tựu trong đời này Người này là đáo tràng chánh pháp của tịnh tùng Mọi người đều tụ hội đến đây Đều muốn đến đây học mười năm trở thành một đô thị hai mươi năm trở thành đô thị lớn đô thị này là mô hình của thế giới tây phương cực lạc không thể nghĩ bạn tuổi tác của tôi đã lớn chưa từng nhìn thấy cảnh quan này quý vị là nhân tài mới xuất hiện phải phát tâm bồ đề sẽ thành tựu vào thời đại của quý vị đây là phật pháp cửu trụ tại thế gian cũng là một hình thái xuất hiện tại thế gian trong chú giải hoàng niệm tổ nói Bốn tâm này là tâm của Đại nguyện, là con mắt của toàn kim, là diệu thủ độ sanh của mười phương Như Lai, là chiếc thuyền báo ra khỏi bể khổ của tất cả chúng sanh. Bốn câu kệ này là nói về A Di Đà Phật. Chúng ta phải học tập theo Ngài nếu ta thành danh giác gọi là vô lượng thọ chúng sanh nghe danh hiệu này đều vào trong nước ta chúng ta nghe bốn câu này biết rằng giảng sanh thế giới tây phương cực lạ Một mình ta đi Phật A-di-đà quan nghiêm Nếu đem theo càng nhiều người Phật A-di-đà mở đại hội nên đón người mới đến Vô cùng thù thắng trang nghiêm Vì sao không dẫn theo nhiều người cùng đi Chỉ dẫn theo thân gia khuyến thuộc của mình Như vậy càng nhỏ mọn Người quen hay không quen đều dẫn theo hết. Như vậy Phật A Di Đà rất khen ngợi. Chúng sanh cảm ơn quý vị. Vì sao không làm như vậy? có trí tuệ có năng lực có tinh thần và sức khỏe phải xuyên năng nỗ lực mà làm rất nhiều nhân sĩ khác dân tộc khác quốc gia có mong cầu pháp môn này chăng tôi nói cho chư vị biết không ai không quan hỷ nhưng họ bị trở ngại về mặt văn tự ngôn ngữ ngày nay chư vị đồng học có năng lực cần phải phát tâm học thật tốt ngoại ngữ sau đó phiên dịch thật chính xác để giới thiệu cho họ nếu nhìn vào phương diện sâu sắc hơn quý vị phải học tiếng trung quốc vậy họ học tiếng trung trực tiếp xem kinh điển bằng tiếng trung như vậy càng tốt Hoằng pháp lợi sanh phải độ người trên toàn thế giới. Khác dân tộc, khác ngôn ngữ, khác văn hóa. Đối với họ, chúng ta làm sao đem chư vị thánh hiện trong năm ngàn năm này Họ đều là bậc đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Họ có trí tuệ chân thật Đức hạnh chân thật Giáo quẩn chân thật Chúng ta phát tâm giúp người khác Chắc chắn được tam bảo gia trì thành tựu chính mình Vì sao vậy? Vì mình chưa thành tựu Dù ngoại ngữ giỏi đến mấy Phiên dịch cũng không tròn y Tự mình phải có chủ ngộ Có khí nhập mới phiên dịch hết ý nghĩa của nó. Phật pháp ở nước ngoài có kinh điển phiên dịch nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phải chăng phiên dịch được hay giống như tiếng Trung vậy? theo tưởng tượng của chúng tôi không thể giống được sai biệt rất lớn nguyên nhân là gì đương thời những pháp sư dịch kinh phi dịch từ tiếng phạn sang tiếng trung trong đó có rất nhiều người là phật bồ tát tái sanh không phải là phàm phu có tu có chứng ở nước ngoài không có ư ừ. hỏi rất hay có hay không có Liên quan đến phước báo của chúng sanh Chúng sanh có phước Phật Bồ Tát liên thị hiện Chúng sanh không có phước Không thể cảm ứng Phật Bồ Tát thị hiện Người xưa phước báo lớn hơn người phương Tây chăng Đúng thế Vì sao vậy vì mấy ngàn năm nơi này truyền thống dạy học là hiếu thân tôn sư đạo lý là đây bất hiếu với cha mẹ không tôn trọng thầy tổ mặc dù có cảm ứng sức cảm ứng rất yếu ớt Người hiểu biết về hiếu thân tôn sư Sức cảm ứng quả thật không thể nghĩ bàn Người Trung Quốc thời hiện đại So với người xưa đúng là thua quá xa Nguyên nhân gì vậy? Người Trung Quốc hiện tại rất mờ nhà với việc du kinh. Hàng ngày trong mắt mình ai quan trọng nhất, bản thân mình quan trọng nhất. xã hội hiện nay đề xuất lấy con người làm căn bản có người là ai là bản thân ta lấy mình làm gốc nói khó nghe một chút là lấy tự tư tự lợi để làm gốc giáo dục ngày xưa không phải như vậy lấy gì làm gốc lấy hiếu làm gốc hiếu nghĩa là gì quý vị xem văn tự của trung quốc hiếu văn tự trung quốc có sáu nguyên tắc tạo chữ tạo ra văn tự chữ hiếu trong sáu nguyên tắc thuộc về chữ hội ý khi ta nhìn thấy phù hiệu này có thể lãnh hội được ý nghĩa của nó ở trên là chữ lão dưới là chữ tử hợp lại thành một chữ nghĩa là gì quá khứ hiện tại là nhất thể chính là trong kinh phật nói ngang khắp mười phương dọc cùng tam tiệc chính là ý này biểu trưng ý này toàn thể vũ trụ khắp pháp giới hư không giới tất cả giản vật với ta là nhất thể hiếu có nghĩa là như vậy lấy điều gì làm gốc lấy vũ trụ dạng hữu thể sanh mạng cộng đồng làm gốc không phải là lấy cá nhân làm gốc cá nhân là phần tử nhỏ trong bản thể này mà thôi chúng ta là con người chẳng hạn như thân con người ví như bản thể của vũ trụ con người chúng ta là một tế bào trên thân người không phải lấy tế bào làm căn bản toàn thể là căn bản đây là khái niệm của người xưa Thiên là của chung Lão Tử nói rất hay Trời đất với tôi đồng căn Dạng vật với tôi là nhất thể Lấy lý niệm này Làm căn bản Bởi vì họ nói về bác ái. Nói về đại đồng. Yêu thương là như thế nào? Cổ Thánh Tiên Hiền đưa ra ví dụ cho chúng ta Phụ tử hữu thân Tình yêu của cha mẹ đối với con cái là thật Không có điều kiện, không có trả giá Lúc nào là rõ ràng nhất Lúc ba bốn tháng là rõ ràng nhất. Cha mẹ chăm sóc con cái không có điều nhỏ nhặt nào mà không để ý đến. Chư đại thánh hiền, chư Phật Bồ Tát dùng tình yêu này đối với tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới. Phật A-di-đà Dùng tâm này Qua nghênh mười phương thế giới Đều đến thế giới cực lạc Học tập Đều đến thế giới cực lạc thanh tựu Mấy câu này niệm lão nói rất hay Bốn câu này là tâm của đại nguyện Là con mắt của toàn kinh Là diệu thủ độ sanh của mười phương như lai Đây là thế giới tây phương cực lạ của Phật A-di-đà Sao lại liên quan đến mười phương? Vì Phật A-di-đà Kiến lập đạo tràng lớn là thế giới cực lạc Qua nghênh tất cả chúng sanh mười phương đến Bởi vậy chư Phật như lai khắp mười phương thế giới Vui thanh tịnh tự tại Khuyên tất cả chúng sanh đều đi đến thế giới cực lạc Chư Phật tán thán. Phật A Di Đà là vị thầy ưu tú nhất. Là bậc thầy tốt nhất. Phật Trung Chi Dương. Quang Trung cực tôn. Quan Trung Cực Tôn là tán thán trí tuệ của Ngài Phật Trung Chi Dương là tán thán đức hạnh của Ngài Quý vị xem giáo chủ của thế giới ta bà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Có phải đều khuyên chúng ta đến thế giới cực lạc ư? Đây là diệu thủ độ sanh của như lai họ chỉ điểm cho chúng ta giới thiệu cho chúng ta bảo chúng ta đến thế giới cực lạc là chiếc bè quý báu ra khỏi bể khổ của tất cả chúng sanh chiếc bè là dí công cụ qua sông Bây giờ chúng ta thường gọi là thuyền báo. Thiên tai xảy ra phải làm thuyền lớn để cứu độ chúng sanh. Quý vị xem bộ phim năm 2012, không phải đã làm thuyền báo ư? làm mấy chiếc thuyền lớn một chiếc thuyền lớn có thể chở mấy chục ngàn người nào ngờ bộ kinh vô lượng thọ này cầu a di đà phật này là thuyền báo cho tất cả chúng sanh ra khỏi luân hồi lục đạo đây là sự thật 48 mươi tám nguyện toàn là khai diện bốn câu này ở trước chúng ta đã học 48 mươi tám nguyện của phật a di đà bốn mươi tám nguyện Chính là hai câu này Chúng sanh nghe danh hiệu này đều đến cõi nước ta Đây là Triển khai Diễn dịch hai câu này như Đại sư Thiện Đạo nói Nguyện nguyện đều lấy niệm Phật làm mốc Đại sư thiện đạo Là Phật A-di-đà Ứng quá tại thế gian Như trong phẩm phổ môn nói Đáng dùng thân tỳ kheo để độ Tức hiện thân tỳ kheo mà vì họ nói Pháp Đại sư thiện đạo hiện thân tỳ kheo Ứng quá tại nhân gian Cho đến những gì Ngài thiện đạo nói Chính là Phật A-di-đà tự nói 48 nguyện 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 đều lấy niệm Phật làm tiêu chuẩn không có nguyện nào Không lấy niệm Phật để làm tiêu chuẩn Thánh hiệu Phật A-di-đà Đầy đủ vô lượng nghĩa Đây là thật không phải giả dạ. Danh hiệu A-di-đà Phật Là dịch âm tiếng Phạn A dịch là vô Di đài dịch là lượng Phật dịch là gia A-di-đà Phật dịch hoàn chỉnh sang tiếng Trung là vô lượng gia Quý vị xem trong này có bao nhiêu ý nghĩa. Theo thói quen của chúng ta. Nói muốn sự muốn vật khắp biến pháp giới hư không giới. Quy nạp nó thành sáu loại lượng Vì phương tiện cho việc giảng kinh dạy học Mà quy nạp nó Quy nạp thành tánh tướng Sự lý nhân quả Tất cả đều bao hàm hết Tánh có vô lượng nghĩa Tướng cũng có vô lượng nghĩa Lý có vô lượng nghĩa Sự cũng có vô lượng nghĩa Nhân quả cũng là vô lượng nghĩa Thật sự đầy đủ vô lượng nghĩa Bên dưới đưa ra ví dụ Vô lượng thọ Nói từ phương diện thời gian Vô lượng quang nói trên phương diện không gian quang minh biến chiếu vô lượng thanh tịnh vô lượng trang nghiêm trang nghiêm là tốt đẹp không tìm ra chút bất thiện nào Vô lượng trí tuệ, vô lượng bồ đề, cho đến vô lượng của vô lượng. Những câu này đều biểu trưng cho vô lượng nghĩa. Nói không cùng tầng Vô lượng thọ biểu trưng pháp thân thường trụ. Đây thật là vô lượng. Bất sanh, bất diệt. Phật vô lượng thọ. Tất cả chúng sanh đều vô lượng thọ. Vì sao vậy? Vì tự tánh vô lượng thọ Những hiện tượng do tự tánh sanh ra Tánh tướng không hài Tánh tướng nhất như Tánh vô lượng thọ Đương nhiên tướng cũng vô lượng thọ chúng ta cảm thấy tướng có sanh diệt Đức Phật nói tướng bất sanh bất diệt chúng ta không hiểu Câu nói này của Phật các nhà lượng tử lực học hiện đại đã chứng minh Họ nói rằng Vật chất là bất sanh bất diệt Các nhà khoa học này phát hiện ra từ đâu? Chính là từ lượng tử lượng tử nhỏ hơn nguyên tử nhỏ hơn điện tử còn nhỏ hơn hạt di lượng các nhà khoa học cho rằng không còn gì nhỏ hơn nữa cho nên gọi nó là tiểu quang tử nó là hiện tượng vật chất cũng là hiện tượng tinh thần cũng thuộc về hiện tượng tự nhiên thời gian nó tồn tại vô cùng ngắn ngủi ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn Vì thế không nhìn thấy sự sanh diệt của nó. Nó có sanh diệt chăng? Có. Có thể nói hầu như là đồng thời sanh diệt. Sanh diệt đồng thời nên ta không nhìn thấy nó sanh diệt. Cho nên cũng có thể thấy nó bất sanh bất diệt. đây là cơ sở của tất cả vật chất là chân tướng của tất cả mọi hiện tượng vật chất danh từ phật giáo gọi là thật tướng thật tướng các pháp trong kinh phật gọi là pháp thân thường trụ pháp thân nào là tất cả pháp hiện tượng vật chất của tất cả pháp chính là nó Ý này rất sâu, rất rộng Đúng là vô lượng nghĩa Cho nên lấy vô lượng nhiếp thọ tất cả Bao gồm hết thị dạng pháp Danh hiệu như lai Khắp mười phương đều nghe được Làm sao khắp mười phương đều có thể nghe được Vì chư Phật như lai khắp mười phương Không ai không tán thán Phật a di Đà. Không vị Phật nào không khuyên tất cả chúng sanh Giảng sanh đến thế giới cực lạc Vì thị danh hiệu Phật A-di-đà Khắp mười phương đều tự nhiên nghe được Chúng sanh nghe được danh hiệu Đều đến nước ta Ở trước chúng ta đã học sau khi nghe nhất định phải có tin. Nhất định phải có hiểu. Nhất định có hành. Nhất định có chứng, chứng tức là giảng sanh. Tính giải hành chứng phát nguyện cầu sanh tịnh độ cho nên đều đến nước ta do vì xưng danh tức nhiều thiện căn hiện nay có một vài người học phật cảm thấy mình tạo quá nhiều tội nghiệp nghiệp chương sâu nặng không có thiện căn hoặc không đủ thiện căn khi nghe câu này mới biết do gì xưng danh hiệu tức nhiều thiện căn làm sao để dung bồi thiện căn niệm phật chính là thiện căn Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thị hiện cho chúng ta thị Niệm một ngày bốn mươi dạng câu Phật hiệu Suốt nửa năm Đây là vậy chúng ta tu cách nào Để được nhiều thiện căn nhiều phước đức Phật A Di Đà là người có phước báo lớn nhất trong tất cả chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới. Ta được phước báo lớn, tu phước lớn, không niệm Phật thì tu như thế nào? Niệm Phật A-di-đà là tu phước bao lớn Niệm Phật A-di-đà là tu đại thiện căn Không khó Vấn đề là ta không chịu làm Tu phải tu cho thuần Phải tu cho tránh Hoài nghi nó Chính là phá hoại công phu của mình trong tâm sen tà cũng là phá hoại Không thuần không chánh Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta một phương pháp Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục Như vậy phương pháp tu học của ta là thuần chánh Công đức ta đạt được là đại viên mãn Đầy đủ phước tuệ tu thiện căn phước đức lớn nhất không cần tốn tiền không cần lo lắng không có phiền phức Niệm câu A-di-đà Phật này Người ta không nghe Không nghe thì ta mặc niệm Đừng niệm ra tiếng Quý vị thấy phương tiện biết bao Tự tại biết bao Tuyệt đối không gây phiền phức cho người khác Tuyệt đối không quấy nhiễu người khác Họ thích ta niệm ra tiếng cho họ nghe Họ không thích thì ta mặc niệm Cũng âm thầm hồi hướng công đức Cho tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới Chúng ta phải chú ý câu này Do nhờ xưng danh hiệu tức được nhiều thiện căn Phải ghi nhớ Được sanh tịnh độ tất chứng bồ đề Sanh đến thế giới cực lạ Bồ đề là Phật quả Tất chứng bồ đề nghĩa là nhất định thành Phật Diên mãn thù thằn. Trí tuệ diên mãn Phước đức diên mãn Tướng hảo diên mãn Không có gì không diên mãn cứu cánh phương tiện Đây là nói pháp môn này. Đặc biệt là nói đến trì danh niệm Phật. Phương tiện trong các phương tiện gọi là cứu cánh phương tiện. Đại nguyện di đà Sở dĩ siêu thị Hiểu là nguyện dương Chính là ở đây Đại nguyện là chị 48 nguyện siêu thị không những vượt thoát lục đạo vượt thoát mười pháp giới mà còn là phương tiện rốt ráo duyên mãn thù thắng trong pháp môn đại thừa có phương tiện nhưng không viên mãn Có viên mãn lại không phương tiện Duy nhất pháp môn trì danh niệm Phật này Là phương tiện rốt ráo Duyên mãn thù thắng Viên mãn là phương tiện Đều đạt đến chỗ tận cùng Không thể không biết điều này Cho nên xưng 48 nguyện là nguyện dương Vua trong các nguyện Chính là như vậy Xem câu bên dưới như thân kim sắc của Phật Diệu tướng đều viên mạng Đây là Phật A-di-đà Tiếp đại Chúng sanh khắp mười phương giáng sanh đến đều khiến thanh Phật tất cả đều bình đẳng như nhau không hề có chút sai biệt nào khiến những người này đều thành Phật đạo hoàn toàn giống như mình vậy như thân kim sắc của Phật, Phật ở đây là Phật A Di Đà. Kim ở đây là biểu pháp. Biểu trưng điều gì? Biểu trưng sự vĩnh hằng, bất biến. cho nên gọi là báo. Trong bảy loại báo, người phương Đông xếp vàng đứng thứ nhất. Đứng đầu trong bảy báo. Vì sao vậy? Vì vàng bạc đồng sắt Bốn loại còn lại rất dễ bị oxy hóa Nghĩa là đổi màu Chỉ có vàng không thay đổi Cho nên gọi nó là báo Thân sắc vàng Vĩnh viễn bất hoại thân vĩnh diện bất biên diệu tướng đều viên mãn không chỉ ba mươi hai tướng tố tám mươi vẻ đẹp thân có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp bên dưới giải thích Người nguyện sanh về nước ta Nghĩa là người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Có Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giá Đến từ thế giới chư Phật Cũng có Thiên Nhân Đến từ mười phương thế giới Lục đạo chúng sanh Cõi người Đường A-tu-la Đường La-sát Số sanh địa ngục ngạ quỷ Đều có Chúng sanh cõi nào cũng có Vì sao vậy? Vì Những chúng sanh trong ác đạo đời trước ở nhân thiên từng tu pháp môn này. Không những từng tu mà còn tu rất chuyên năng. Chẳng qua họ lơ là họ còn tham luyến thế gian này không nghĩ đến giáng sanh thế giới cực lạc giống như pháp sư quán đảnh khai thị cho chúng ta biết về một trăm loại quả báo khác nhau của niệm phật thứ nhất là niệm phật a di đà đọa địa ngục Niệm Phật sao lại đọa địa ngục Họ lấy niệm Phật cầu phước báo Mục đích của họ không phải cầu giảng sanh Mà cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần Họ niệm Phật là gì điều này Có hưởng thụ ngũ dục lục trần chăng Có hưởng hết phước, không phải giảng sanh thế giới cực lạ là giảng sanh địa ngục. Vấn đề là như vậy đó. Tuy ở trong địa ngục nhưng họ có thiện căn niệm Phật. Sau khi chịu hết tội ở địa ngục, nếu gặp được Bồ Tát Khuyên họ niệm Phật giảng sanh cực lạc Họ vừa tiếp nhận liền từ địa ngục giảng sanh đến thế giới cực lạc Pháp môn này di diệu biết bao Đúng là không thể nghĩ bàn Chúng ta đối với chúng sanh trong ba đường á Có thể coi thường họ chăng Không thể Biết đầu tương lai họ đến thế giới cực lạc Thành Phật trước chúng ta hiểu được đạo lý này thấu triệt được chân tướng sự thật này chúng ta không còn dám coi thường tất cả chúng sanh không dám đối đãi không chu đáo với tất cả chúng sanh tâm cung kính mới sanh khởi cung kính này là cung kính tất cả Định thánh nhân thế gian đều dạy chúng ta Quý vị xem câu đầu tiên trong lễ ký Khúc lễ giết vô bất kính Đối với người sự vật đều phải cung kính Cung kính là tánh đức Chỉ có tánh đức mới có thể kiến tánh sự cống cao ngã mạng của chúng ta những khuyết điểm và thói quen này rất nhiều người đều có đều tự cho rằng mình thông minh không có chút khiêm tốn nào đây là nhân tổ chứa ngại họ giảng sanh tuy niệm phật rất giỏi nhưng không thể giảng sanh giảng sanh cần phải chế phục tập khí phiền não không để cho nó phát tác thường để nó phát tác thì không thể giảng sanh công phu phải rèn luyện ngay trong đời sống hàng ngày như việc xử sự đối nhân tiếp vật nhất định phải học phật a di đà Quý vị xem đối với những người giảng sanh thế giới cực lạ Đối đãi bình đẳng Chung sống hòa thuận Thân tướng như Phật Hoàn toàn giống với Phật A-di-đà Trong 48 quyền ở trước chúng ta đã học điều này Thân đều kim sắc Đầy đủ 32 tướng Đây là thuộc lại hai nguyện thứ ba và thứ tư ở trong nguyện văn nguyện thứ ba thân đều kim sắc nguyện thứ tư ba mươi hai tướng ở trước chúng ta đều đã học nhưng càng thù thắng viên mạng vì đều giống như phật Cầu kinh văn này biết rằng Sanh đến thế giới cực lạc Không chỉ có 32 tướng tố 80 vẻ đẹp 32 tướng tố 80 vẻ đẹp là Thế Tôn phương tiện nói Vì sao vậy? Đương thời Đức Phật ra đời tại Ấn Độ Theo tập tục của người Ấn Độ cho rằng Một người thân tướng của họ có đầy đủ 32 tướng tố 80 vẻ đẹp này Đây là người viên mạng nhất Đầy đủ phước đức trí tuệ nhất Chỉ có Phật đầy đủ Chuyển luân Thánh Dương có Nhưng không rõ rệt thanh khiết viên mãn như phật trên thực tế không chỉ có bấy nhiêu đó có ai đã tưởng thấy chăng tôi tin có có nhân duyên trong định có thể thấy phật có duyên trong mộng cũng có thể thấy phật chúng ta có duyên với phật chương đại thế chí viên thông trong kinh lăng nghiêm nói hiện tại tương lai nhất định thấy phật trước câu này còn có hai câu nói rằng nhớ phật niệm phật người thường xuyên niệm phật người trong tâm thường nghĩ đến phật hiện tại tương lai nhất định thấy phật trong định trong giấc mộng đều coi là hiện tại tương lai cũng là hiển tiền tương lai là khi nào khi lâm mạng chung phật đến tiếp dẫn ta thấy được ngài vẫn chưa tác thở coi như thấy đức phật lúc còn sống ta đã thấy được phật a di đà Chúng ta phải biết điều này, nhìn thấy thật không phải là giả. Thân tướng của Phật bao lớn, người nhìn thấy đều nói là rất lớn. Như hư không vậy. Tướng hảo quang minh Không thể xưng tán Không nói ra được Chưa Đại Bồ Tát như quan âm, thị chỉ, tướng hạo rất giống Phật Rất rõ ràng Họ là vị Phật nào Vị Bồ Tát nào Trong lòng thấu suốt Không hề mơ hồ Hai câu này so với trong Nguyễn Văn Càng thu thắng Viên mạng Tất cả đều là kinh văn Đều là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta biết Chúng ta tin sâu không hoài nghi Học Phật quan trọng nhất là Học theo Phật Học những gì trong kinh dạy chúng ta Phải y giáo phụng hành Phải thông đạt Phải lý giải Trong cuộc sống hàng ngày Phải làm được Đoan chánh tâm niệm Thay đổi tư tưởng của mình Thay đổi tư duy nhận thức của mình Đây gọi là chân học Phật Gọi là thọ dụng chân thật Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật